Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì sau một thời gian phiên bản Football Live 2025 đã ra mắt, thì mình sẽ test thử xem phiên bản Football Live 2025 này có gì đặc biệt và nó sẽ thay đổi những gì nha các bạn. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là tải cái file cài đặt này về các bạn. Đây mình tải này về rồi nha. Mình lên trang mình tải về thì sẽ được tất cả là 11 file ha, 11 file cài đặt, và trong đó có 10 file file khuôn mặt. Tại vì cái phiên bản lần này nó sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó chính là về phần cài đặt setup, phần thứ hai đó là cập nhật về những cái khuôn mặt các cầu thủ. Thì chúng ta lần lượt tải về và cứ tiếp tục chép vào, cứ thư mục đó lót là xong nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt. Thì chúng ta tải tổng cộng là 11 file cài đặt này về, sau đó giải nén ra ha. Chúng ta sẽ được một cái file cài đặt ở đây. Mình sẽ chạy setup nha. Ở đây mình chạy rồi, mình không chạy nữa. Đó, chạy cứ chạy net net tới thôi. Này cũng dễ nha các bạn. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một cái thư mục ha, có một cái thư mục file cài đặt. Rồi tiếp theo sau đó thì nó không có những cái khuôn mặt mới đâu các bạn. Chúng ta cần phải tải những cái khuôn mặt file khuôn mặt này nè. Nó up lên nè, mình tải về ha, mình cũng giải nén ra. Là tổng cộng là 10 file ha. Mấy chục ghi á. Đó. Sau đó thì chúng ta giải nén ra, cái này mình chép vô rồi, mình giải nén ra xong hết. Thì chúng ta chép vào cái thư mục game cài đặt của mình thôi. Đây, cái một game cài đặt của mình sẽ nằm ở trong cái phần ổ D nha, Football Live 2024 ha. Thì mình cài đặt game xong xuôi hết thì còn cái phần file khuôn mặt mình sẽ chép vào cái thư mục download này nha các bạn, giống như cái phiên bản khác thôi. Mình đã thử test và làm ok rồi đó các bạn nè, những cái khuôn mặt này nè, từ khuôn mặt file 1 tới 7 nè, chép vào. Sau khi chúng ta chép tất cả các khuôn mặt vào thư mục game cài đặt thì chúng ta vào game và chơi thôi các bạn. Và chúng ta hãy trải nghiệm phiên bản 2025 mới này. Một số bạn thắc mắc là những cái khuôn mặt cũ có thể đem qua được không? Thì được nha các bạn. Chúng ta chỉ cần lấy những cái phiên bản cũ trong phần Live CPK của mình nè. Thì những bạn nào đã chơi Football Live 2024 rồi thì chúng ta có thể vào Live CPK của 2024 ha. Lấy cái khuôn mặt của 2024 này, khuôn mặt này mình cũng cập nhật lên mới nhất bây giờ rồi, thì mình cũng đem qua Football Live 2025 được thôi, bình thường nha các bạn. Chúng ta chép vào shader add-on nè, Live CPK và bắt vào đây thôi. Đây là những cái bản nâng cao, phần nâng cao cho những bạn nào gành về Live CPK nha. Còn những bạn nào mà không biết thì chúng ta có thể bỏ qua và cài đặt và chơi game đơn giản như cái phần hướng dẫn ban đầu của mình thôi. Và cái quan trọng đó chính là phần ngôn ngữ, bình luận tiếng Việt, và cái YouTube, giống như là cái đồ họa của nó có thể chép từ ở Football Live 2024 qua 2025 được không. Mình xin xác nhận đó là chép được nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi gói ngôn ngữ thành ngôn ngữ tiếng Việt ha. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là tải cái file SMK Extra 16 này về nha các bạn. Đây là cái gói ngôn ngữ tiếng Việt của cái phiên bản 2024 này. Mình sẽ chép qua được cho phiên bản 2025, nhưng mà nó có những cái sai sót nhỏ nhỏ, nhưng mà cái đó mình có thể bỏ qua được, không sao. Quan trọng là mình có thể vào và mình xem, mình cảm nhận được là nó cũng đầy đủ tiếng Việt, cũng khoảng cỡ 90% rồi các bạn. Thì chúng ta copy nó vào cái thư mục game cài đặt của mình nha. Nếu các bạn muốn cài đặt ngôn ngữ thành tiếng Việt thì chúng ta copy cái file SMK Extra nè, 16 nè, vào cái thư mục game cài đặt của mình. Này, mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn xem nha. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chép cái file SMK Extra 16 này vào cái thư mục game download ha, phần thư mục game cài đặt của mình ha, vào mục download. Chép vào đây. Và chúng ta sẽ được cái gói ngôn ngữ tiếng Việt khoảng 90% nha.
mình lấy cái bản này là bản cũ của 2024 mình chép qua. Và phần tiếp theo mình xin hướng dẫn cho các bạn, đó chính là cài bình luận tiếng Việt cho Football Online 2025 nha các bạn. Thì trước tiên chúng ta cần làm là tải cái file Conem TV về nha. Mình có gắn vô cái phần mô tả đó, thì các bạn tải cái file Conem tiếng Việt nè, TV nè. Tải, khi tải về xong thì chúng ta chép vào cái thư mục game cài đặt của mình ha. Vào cái thư mục game cài đặt Football Online 2025 nè ha, Shader Add-on Live CPK. Thì chúng ta vào cái thư mục này và chép vào đây là chúng ta được cái bình luận tiếng Việt đó các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ khai báo ở trong phần Shader.mini nha. Đây, mình sẽ khai báo là Live CPK con em ha. Các bạn gõ y như mình vậy nha. Mình bôi đen nè, mình bôi xanh cho nó nè. Thì chúng ta chỉ cần khai báo này là mình có được mà cái bình luận tiếng Việt rồi đó các bạn. Và phần thứ ba mình xin hướng dẫn cho các bạn, đó chính là cách thay đổi cái sân vận động của Remedic thành cái phiên bản cũ để cho nó đẹp hơn. Mình nhìn thấy cái bản phiên bản mới này, cái nền của nó xấu quá các bạn. Cái nền xanh, ánh xanh lên cái khuôn mặt cầu thủ nhìn nó rất là xấu các bạn. Thì trong khi trong lúc đá mình thấy là cái nền xanh nó không có được đẹp, nên mình sẽ thay đổi cái sân vận động của Remedic lại nha các bạn. Thì các bạn muốn thay đổi thì làm theo mình, còn các bạn không muốn thay đổi thì cứ để vậy đá thôi. Thì chúng ta cần làm đó chính là vào Shader Add-on ha các bạn, vào Content, vào cái mục Stadium ha. Thì chúng ta chỉ cần tải cái file này về và chép vào cái thư mục Shader Add-on ha, Content Stadium, vào phần mục Stadium nè. Chúng ta copy paste vào đây thì chúng ta đổi thành ghi name là y như vậy thôi. Còn cái bản mới thì các bạn chỉ cần để gì được rồi, nó không có nhận đâu, nó sẽ nhận cái bản cũ là Santiago Bernabeu nè. Thì sau khi chúng ta copy paste vào thì chúng ta vào game mà chơi thôi. Rồi ôi, sao lại chút quả bóng ra thế này? Đây là bàn
làm cho lòng hâm mộ. Tương đối chặt vào trận pha xử lý của mình. Anh đang làm thơ trên sân cỏ. Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Araujo, thêm một cơ hội lên bóng nữa. Và phối hợp rất hay. Ôi giời, cái gì vậy? Hay quá, người đang vẽ thơ trên sân cỏ. Rodrigo. Ui rồi, hơi khó hiểu cho quyết định xử lý vừa rồi. Mendy. Dứt điểm. Van Verde. Cơ hội dứt điểm. Cavahan. Đánh đầu. Vượt con. Vượt bóng. Không thể che vào đâu được. Không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Kinh khủng luôn đấy anh em ạ. Tình huống xử lý mừng ngon mừng ngọt vừa khiến nhiều anh em có thể lộn tiền đấy, không phải đùa đâu ạ. Gọn gàng, chính xác, quyết đoán. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn. Đá chỗ này thì hơi toang. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Petri. Araujo. Đã có lỗi. Gavi. Đá là hơi nhẹ.
vàng. Bóng rất thoáng. Cavani đường chuyền vào, giữ được. Đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Araujo, Andreas Christensen, Araujo, Petri. Sau đó là một đường chuyền rất hay. Araujo, Petri. Tốc độ rất nhanh. Mbappé và ngăn chặn rất nhanh, không có cơ hội dứt điểm. Lerjo, Rafinha, Mendy, Pedro Militao. Chạy tốc độ rất nhanh. Rồi chết rồi, tiếng tôi vang rừng núi, anh em nghe trả lời vào rồi các bạn ạ. Đỉnh cao là đây. Phối hợp đẹp đá phải nói là không thể chê vào đâu được. Trận đấu này đã đóng hòm. Rafinha lên bóng rất thoáng. Rodrigo, rất kỹ nghệ. Dứt điểm. Quẩy đi ngay. Đã được phá lên. Chuyển bóng có thể nói là với IQ không ai có thể hiểu được. Phá lên bóng tốt. Petri. Rafinha. Một hiệp đấu phải nói là khó thở dành cho cổ động viên của cả đôi bên. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp 2.
Hiệp 2 sẽ là một hiệp đấu có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để trông chờ. Petri và ngăn chặn rất nhanh. Đây rồi, tốc độ em ơi. Phản công nhanh. Một cơ hội nữa. Mbappé. Vinicius. Petri. Như vậy là tiếng gọi của trọng tài đã vang lên. Rất quyết liệt. Lên bóng rất thoáng. Van Verde. Tốc độ rất nhanh. Bóng đã đi ra hết từ bên ngang. Đường chuyền dài. Cune. Em ơi. Vinicius. Tốc độ rất nhanh. Dứt điểm. Dứt điểm nhanh mà ông bắt bóng thì phải nói là còn nhanh hơn nữa. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Mất bóng rồi. Van Verde. Lấy bóng rất thoáng. Rất hợp lý. Vinicius. Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Lấy bóng rất tự tin. Takadada. Mất bóng rồi. Rất quyết liệt. Quẩy đi ngay. Lên bóng rất thoáng. Ferran Torres. Mất bóng rồi. Mất bóng rất hay. Rất phiêu lưu. Phản công nhanh. Trong bóng đá có một quy luật rất nghiệt ngã. Đó là nếu không ghi được bàn thì bạn sẽ rất dễ bị ghi bàn. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng thì sẽ rất dễ bị thủng lưới. Và cướp bóng hay. Andreas Christensen. Gavi. Van Verde. Vang rừng núi, anh em nghe trả lời. Vào rồi các bạn ạ. Đỉnh cao là đây. Anh đang chơi với phong độ rất cao và để lại rất nhiều dấu ấn. Với khả năng săn bàn tuyệt vời, cầu thủ này cũng đã đóng góp cho mình hai bàn thắng rất quan trọng. Sẽ có tình huống thay người.
đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước Cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Đánh rất thoáng và ngăn chặn rất nhanh. Vinicius. Được, lên. Bóng đã được phá lên. Militão. Petri. Tình huống ở cánh tương đối hợp lý. Đấy rồi, lên này. Tiêu lưu, anh đang làm thơ trên sân cỏ. Đấu đang diễn ra vô cùng tốc độ. Vinicius, dứt điểm. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Đó là một pha dứt điểm mang tới những sự nguy hiểm. Sẽ có tình huống thay người. Mất bóng rồi. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Đi bóng rất tự tin. Trả ngược lại hợp lý. Gavi tương đối chặt vật trong những pha xử lý của mình. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Tchouaméni. Cướp bóng hay. Yeah.
chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả những anh chị em bạn bè theo dõi gần xa đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay trên website của 90 phút, cũng như là bình luận chấm TV để chung vui với gia đình chúng tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các trận đấu tiếp theo trên sóng.